Rồi, Trại Bảo Thanh Tính xin chào cô chú và anh chị. Em mới về được lô bò mới này. Có một con cái kem chữa được 3 tháng rưỡi vậy nè. Khám đậu nè. Cái chặn nhất bự lắm. Chuyến trước của nó là để con nghe cái ha. Con nghe cái này em cũng bắt luôn nữa. Này, để em chèn video cho cô chú anh chị xem. Nghe cái này thì em bắt rồi em sang lại cho lái Bến Tre rồi. Rồi còn nó thì em đem về. Con mẹ này nói chung là người ta không có bán nhưng mà chả hứng hứng nên thôi bán luôn. Đây con nhé nè, quá trời độ luôn, khủng khiếp luôn. Con này cắt sữa rồi, con nhé này được 8 tháng rồi, mẹ có chữa lại 3 tháng rưỡi. Lô bò đực mới về nữa nè, có khách đợi. Cô chú anh chị có nhu cầu thì đến Trại Bò Thanh Tính nha, ấp Tư Thành Phố Cầu Kè Trà Vinh. Một em siêu xám với một em kem trắng trắng bò pin không, với một con rít muối ba bê kem. Rồi mời cô chú anh chị xem bò ha. Oh,